thưa quý vị, những cánh đồng lúa chín trải dài xen lẫn do bóng cây thốt nốt đã tạo nên một bức họa đồng quê đầy ấn tượng. Mùa lúa chín ở Bãi Núi với những thửa ruộng mênh mông khoác lên mình màu vàng óng ả đã thu hút nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm. Vâng ạ, và với cánh đồng lúa ở dưới chân núi mang vẻ đẹp thơ mộng độc đáo cũng như một tấm thảm nhiều sắc màu với màu sắc của lúa chín, màu xanh của lúa đang độ xuân thì và màu nâu của những thửa ruộng đã gặt xong, màu vàng nhạt của nắng ạ. Dân và xen lẫn giữa những thửa ruộng đó là những hàng thốt nốt xanh mướt đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp đã khiến cho du khách phải ngỡ ngàng, và nơi đây được ví như là một vùng Tây Bắc thu nhỏ giữa lòng miền Tây.